Chúng tôi là Tân Phong Promotion. Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một khái niệm trong chủ đề đạo đức được mang tên Hiền lành kiên định qua hai giọng đọc Hồng Lê và Yến Như. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ta thường hiểu rằng người có đạo đức sẽ là người hiền lành, dễ chịu. Điều này cũng đúng. Người có đạo đức thường không có phản ứng mạnh khi gặp việc trái ý. Hiền lành nghĩa là không phản ứng mạnh. Người hiền lành thường chọn cách giữ thái độ ôn hòa, nhẹ nhàng, điềm tĩnh khi phản ứng việc gì đó. Những người mà sự hiền lành đã thành bản chất thì họ thường có gương mặt khả ái, hiền hậu. Để có được bản chất hiền lành thì một người phải trải qua nhiều kiếp sống, luôn chọn thái độ hiền lành như thế. Đa phần chúng ta bị xen lẫn giữa thái độ hiền lành và hung dữ. Có khi chúng ta cũng chọn thái độ ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng cũng có khi chúng ta chọn thái độ phản ứng mạnh. Có những người gương mặt đẹp nhưng sắc sảo, nghĩa là tâm họ không phải hoàn toàn hiền lành. Có những người có gương mặt đẹp mà hiền hậu, nghĩa là trong quá khứ họ thường giữ kỹ cách phản ứng nhẹ nhàng. Trong hầu hết các trường hợp, chọn thái độ hiền lành là điều đúng đắn nhất. Thái độ hung dữ chỉ là chuyện riêng tư cá nhân mà thôi. Đó là lý do các nhà chính trị xuất hiện trước công chúng đều cố gắng giữ thái độ hiền lành, nhẹ nhàng. Đôi khi gặp tình huống trái ngang như là bị la ó, ném giày, hỏi sách mé, họ vẫn điềm tĩnh, ôn hòa và khôi hài để đối phó. Người như vậy là người có bản lĩnh chính trị tốt. Thái độ hiền lành cũng là biểu hiện của con người có văn hóa, có tri thức, có nền tảng giáo dục, gia đình tốt. Còn sự hung dữ, cọc cằn, nói năng bậy bạ, đỏ mặt, tí tai, vung chân chỉ ra rằng người đó không được sống trong nền giáo dục đàng hoàng. Tuy nhiên, cái hiền lành của người có đạo đức khác với cái nhu nhược của người kém phước. Hiền lành là sự lựa chọn của đạo đức, nhu nhược là sự bất lực vì kém ưu thế hoặc kém trí tuệ. Người hiền lành có đạo đức sẽ là người kiên định giữa đúng và sai. Hiền lành nhưng không bao giờ thỏa hiệp với sự sai trái. Họ hiền lành vì họ có đạo đức, chứ không phải họ hiền lành vì họ nhu nhược bất lực. Thế nên, khi phải chọn lựa giữa đúng và sai, thiện và ác, họ rất kiên định. Kiên định là sức mạnh. Đạo đức cho ta sức mạnh để kiên định đứng về điều thiện. Bình thường, người có đạo đức sẽ ít nói, không phản ứng mạnh. Nhưng khi gặp tình huống phải dứt khoát chọn lựa giữa thiện và ác, thì họ có sức mạnh phi thường mà không tiền bạc uy quyền nào tác động được. Nhân nào quả nấy, những người như vậy rồi sẽ đi về nơi có cộng đồng những con người cao thượng giống nhau để họ được hưởng cái hạnh phúc là sống trong cộng đồng đạo đức. Và bài đọc của chúng tôi đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bài đọc tiếp theo. Trân trọng và tạm biệt. Tân Phong Promotion.